Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ vừa mưa vừa lạnh khi có thêm không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu sau bão số 8. Hiện tại thì mây ẩm vẫn đang bao phủ hầu khắp khu vực Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa xuống đến Hà Tĩnh và gây mưa. Trong đó thì Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An là những nơi mưa to trên 100mm từ chiều qua đến giờ và có những điểm còn lên đến 200mm. Mưa vẫn diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong chiều và đêm nay. Cảnh báo sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng trên 50mm và có những điểm sẽ lên tới 100mm. Mưa như vậy trên nền đất đá đã bỡ nhão, rất dễ gây ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi cũng như là ngập úng cục bộ. Trong đó thì Nghệ An và Hà Tĩnh đề phòng lũ lên trên các sông Hiếu và sông Ngàn Phố trong chiều và đêm. Đỉnh lũ có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven hai sông này. Mưa cùng với gió đông bắc thổi mạnh sẽ mang đến cái lạnh cho người dân ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố sẽ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 25 độ. Với khu vực Trung và Nam Trung Bộ như Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng là những nơi có mưa dông bất chợt trong ngày, trời mát với mức nhiệt 28 đến 30 độ. Còn từ Quảng Ngãi đến Phan Thiết, ban ngày nắng ráo, chiều tối mưa dông 31 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo mưa dông chủ yếu trong chiều và tối nay. Cảnh báo có những điểm mưa to lên đến 50mm, tiềm ẩn với gió giật và sấm sét nguy hiểm kèm theo mưa. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa, gió khoảng cấp 4, cấp 5. Sang ngày mai, gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa, gió cấp 6, giật cấp 8, trời mưa dông và đề phòng với lốc xoáy đi kèm.